cặp vợ chồng trí thức. Tại Hàng Châu, tôi từng gặp một đôi vợ chồng trí thức, học vấn cao, giàu có sung túc. Họ có một con trai, tốt nghiệp đại học xong thì cứ ở lì tại nhà, bắt cha mẹ nuôi. Dù có nhiều công tác ngon mời tham dự mà chẳng chịu làm. Hàng ngày cậu cứ ra ngoài ăn nhậu vui chơi, khi về thì ngửa tay xin tiền cha mẹ, không cho thì gây ầm náo, ném dở đồ đạc, thậm chí còn tuyệt thực để yêu sách. Cha mẹ cậu chỉ biết thuốc thủ bó tay. Điều khiến song thân lo nhất là trong phòng cậu dán đầy ảnh phụ nữ khỏa thân. Hàng ngày mỗi sáng sớm, cậu xả ra cả bãi tinh dịch trên giường, nhưng chẳng thèm thu dọn, toàn để cho mẹ thanh lý. Thậm chí khi nhà có phụ nữ đến, cậu ra đứng lì tại phòng khách, mắt dán chặt vào họ, một tay dùng báo che hạ thể mình, còn tay kia thì thủ dâm. Khi đó, người mẹ vừa thuộc chuyện này cho tôi nghe, vừa khóc. Còn người cha thì mặt mày căng thẳng, không nói tiếng nào. Tôi tâm tư rất nặng nề, không thể nói là cảm thông, mà là cảm thán. Lại còn phải ráng kìm cơn phẫn nộ. Đối diện với hai vợ chồng đang giọng ngóng mong chờ cứu rỗi, tôi hạ thấp giọng hỏi thật nhỏ. Có phải hai vị thường xem phim sét? Xem rất nhiều. Cả hai lộ vẻ cực kỳ ngạc nhiên. Họ ngây người nhìn tôi một lúc, rồi gật đầu. Hai vị muốn biết nhân quả đời trước giữa mình với con trai không? Ánh mắt người mẹ nhìn tôi đầy hy vọng. Tôi hỏi tiếp. Các vị có muốn biết đời quá khứ mình đã từng làm gì không? Cả hai lộ vẻ rất cao hứng, đáp. Dạ, rất muốn ạ. Được rồi, tôi sẽ kể rõ cho các vị nghe. Hai người đời trước cũng là vợ chồng, đồng mở một kỷ viện. Con trai các vị hiện giờ, kiếp đó là con gái một nhà nghèo, bị các vị mua về, ép con nhà lành làm gái điếm. Trước tiên, hai vị buộc nó tiếp khách ban đêm. Sau đó, vì ham tiền, ép nó ban ngày cũng phải tiếp khách. Tiền nó bán thân, tất cả dành để cung phụng hai vị ăn uống vui chơi. Do vậy mà hai vị thiếu nợ nó rất nhiều. Bây giờ, phải trả nợ là lẽ đương nhiên. Kiếp này con trai mình thủ dâm thì hai vị thấy đau lòng. Sao không thử nghĩ xem, cô con gái kiếp trước từng bị các vị ép bán dâm cả ngày lẫn đêm đó, cảm thọ cô ta như thế nào? Những gì hai vị chứng kiến bây giờ đều là quả báo nhẹ. Tương lai lúc các vị bị bệnh, thân thể không còn mạnh khỏe, cử động khó khăn, thì hắn sẽ còn rất nhiều màn kinh khủng để biểu diễn cho các vị xem. Tôi nói bình thản nhưng nghiêm nghị. Hai vợ chồng nhìn nhau. Người mẹ gượng cười nói, chúng tôi làm sao có thể mở kỷ viện được chứ ạ? À? Ngẫm nghĩ một hồi, họ hỏi tiếp, xin ngài dạy chúng tôi phải làm sao để con trai mình thay đổi. Bọn họ đã tin lời tôi nói. Tôi bảo, muốn con thay đổi, trước tiên bản thân mình phải thay đổi 4 điều. 1. Hai vị phải chân thành sám hối tội ác đời quá khứ, mở kỷ viện ép gái nhà lành bán thân. 2. Phải lập tức thiêu hủy ngay tất cả các sách, truyện, băng, đĩa, phim ảnh đồi trụy mà các vị đang cất giấu trong nhà. Thực sự thì con trai các vị đã phát hiện ra và nhìn thấy hết. Vì vậy, nó luôn thừa lúc các vị đi vắng, ở nhà lén lấy mở ra xem. Đời này hai con trai mình sinh tật thủ dâm, trách nhiệm đầu tiên, lỗi lầm trước hết là ở nơi các vị. Cộng thêm các tội cũ chưa cải hối, ắt phải gánh lấy ác quả. 3. Từ nay trở đi, hai vị cần bỏ thuốc, bỏ rượu, dứt tuyệt đồ mặn và thề ăn chay trường. Không ăn cả ngũ tân, hành, hẹ, tỏi, nén. Hàng ngày sớm tối gì cũng được, phải quỳ trước bàn thờ Phật nhà mình, thành tâm sám hối tội đời trước đã làm hại nhiều cô gái. Sau đó, mỗi người phải vì bọn họ tụng kinh Địa Tạng, càng nhiều càng tốt. Ngày ngày kiên trì tụng, nhất định sẽ có kết quả hay, không thể nghĩ lường. Tâm thành ắt có kết quả nhanh, tâm tán loạn ắt có kết quả đến chậm. Tự mình phải nỗ lực thôi. 4.
phải làm nhiều việc phước thiện như phóng sinh, in kinh sách và dốc sức giúp người đoạn ác tu thiện. Chưa được 2 tháng, lúc tôi gặp lại họ, thấy người mẹ mặt mày hớn hở, vui vẻ báo tin. Con trai họ đã thay đổi rồi. Sau khi họ tụng xong bộ kinh Địa Tạng thứ 7, thì con họ không còn tật xấu tà dục nữa. Cháu chuyển biến rất mau, còn siêng năng làm việc nhà. Hàng ngày còn vào bếp làm cơm cho họ ăn. Hiện cháu đang được công tác thích hợp, đã có ý muốn đi làm. Tôi nghe xong thật là mừng cho họ. Bà còn hỏi tôi, có phải từ nay mỗi ngày tôi nên tụng một bộ kinh Địa Tạng hồi hướng cho chúng sinh? Tôi nói, được vậy thì rất tốt. Kinh Địa Tạng luôn hợp căn cơ với các loài. Chỉ cần khéo giữ giới, triệt để dứt tuyệt đồ mặn ăn chay trường, thì lúc bạn tụng kinh, chúng sinh đều sẽ đến nghe kinh thọ ích, chiêu dời công đức không thể nghĩ lường. Lâu dần thân thể sẽ càng lúc càng khỏe, sống an, tăng thọ. Hơn nữa, nếu siêng tu tinh tấn, đời này có thể thoát ly tam giới. Hai vị đều cười, pháp hỷ sung mãn. Từ vô thủy đến nay, chúng ta và tất cả chúng sinh tạo vô lượng quán kết. Chỉ có lìa phân biệt quán thân, hành Bồ Tát Đạo, dùng nguyện từ bi, cứu độ tất cả chúng sinh, chân thành sám hối mới có thể tội nghiệp tiêu trừ. Tại đạo tràng Hòa Thượng Thể Quang ở núi Thanh Nguyên, có một ao phóng sinh. Cả đoàn chúng tôi đang chuẩn bị tiến vào điện bái Phật, thì bỗng nghe có người nói, ô, cá đây nhiều quá. Mọi người liền tới xem. Lần đầu vừa nhìn vào ao, thì thấy trong đó có vô số người xuất gia đang bơi lội qua lại, có đủ già trẻ. Lớp thì trêu đùa nhau, lớp thì gây cãi. Nhìn lại lần nữa thì toàn là cá. Trong nhóm chúng tôi có người hỏi cá, các vị là tăng chúng từ đâu? Sao lại bị đọa làm cá trong ao phóng sinh này? Đám cá đáp, chúng tôi đều là người xuất gia bao kiếp nơi chùa này. Do phạm đủ tội nên bị đọa vào địa ngục thọ khổ, tùy theo lâu bao. Khi tội mãn thì đầu thai làm cá. Do quá khứ cùng chùa này có duyên nên được các cư sĩ mua đem về phóng sinh trong ao này. Nhờ vậy ngày ngày thính pháp nghe kinh, đời sau có thể làm người xuất gia tu hành tại đây. Cầu xin quý vị hãy giúp đỡ chúng tôi. Thế là chúng tôi vào đại điện sám hối thay cho chúng, nguyện cầu Phật lực cứu bạc lũ cá trong ao sớm được mang thân người xuất gia tu hành, thoát ly tam giới. Lúc đó tôi nghĩ mình có thể cũng đã từ 3 cõi ác địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh mà đến nhân gian này, nhờ được minh sư khai thị mới biết đoạn ác tu thiện và học Phật. Sau khi tôi học Phật được 1 năm thì tiếp được điện thoại của Ngài Tuyên Hóa từ nước Mỹ xa xôi gọi qua. Ngài còn bỏ tiền ra mua vé mời toàn gia tôi qua Mỹ đến vạn Phật thành. Lúc đó tôi mừng tới nỗi suốt mấy ngày không ngủ được, bởi Ngài Tuyên Hóa là vị cao tăng vang danh thế giới, sao có thể biết và gọi điện cho một kẻ tiểu tốt vô danh như tôi. Đây có thể nói là duyên số. Trước kia đã từng có người tiên đoán, cảnh báo là sau này tôi sẽ trở thành đồ đệ một vị sư ở Tây Phương. Vậy nước Mỹ chẳng phải là Tây Phương sao? Có lẽ thời khắc nào người cùng người tương ngộ với nhau, nhưng duyên ấy sớm đã được định sẵn hết cả. Xem kinh Phật rồi mới biết, bất kể thiện hay ác duyên, đều do kiếp quá khứ có duyên, nên đời này mới có dịp tương hội. Nếu đời này không hiểu, không biết chuyện ác duyên thành thiện duyên, thì quan trái sẽ kết càng sâu. Và đời sau, bất kể gặp nhau ở đâu, oán hận càng tăng kịch liệt. Chúng ta thường gặp qua chuyện này. Có người mình vừa mới gặp, bất kể họ anh tuấn, mỹ lệ đến đâu, trong lòng ta vẫn thấy không chút thiện cảm, thậm chí còn nổi lên niềm ghét, khó ưa. Còn có người dù ta mới gặp, tuy họ không có gì xuất chúng, nhưng không hiểu sao lòng mình lại rất mến mộ, ưu ái. Loại cảm giác này là do tác động của thiện duyên hoặc ác duyên chi phối, lưu ảnh hưởng kéo dài từ tiền kiếp đến giờ.
tia nhìn tiềm thức. Tại Los Angeles, một đệ tử của Ngài Tuyên Hóa hỏi Quả Lâm: "Tôi chưa biết mặt cấp trên là ông An bao giờ, chỉ xem qua hình chụp rồi dâng lệnh lãnh đạo ra phi trường đón ông ta thôi." Khi ông An vừa ra khỏi phi cơ, trông rất hớn hở, tươi cười. Ông giáo giác ngó quanh tìm người đón mình. Nhưng ngay giây phút bốn mắt chúng tôi vừa chạm nhau, thì mặt ông lập tức xa sầm, lộ vẻ nặng nề. Thậm chí ông cũng chẳng thèm bắt tay đáp lễ trước sự chào đón nồng hậu của tôi. Từ đó về sau, mỗi lần gặp mặt nhau, ông chẳng bao giờ dành cho tôi một nụ cười. Trái lại, mặt luôn quạ quọ nhăn nhó, lại thường soi mói tìm lỗi để quở trách tôi. Nguyên nhân là do đâu? Quả Lâm hỏi. Có phải anh rất ưa ăn thịt ếch? Anh ta tỏ vẻ rất kinh ngạc, nói: "Đúng vậy, ngay từ nhỏ tôi đã rất thích ăn." Quả Lâm nói: "Cấp trên của anh đời trước từng là vua ếch, sống trong cái ao lớn. Khi hai người vừa gặp nhau lần đầu, con mắt tiềm thức của ông ta đã nhận ra ngay, anh chính là hoàng gia của ông. Vì kiếp trước anh là một con cá chép to, cùng sống trong ao đó, đã ăn qua vô số con cháu ếch của ông ta. Vì vậy mà tia nhìn của ông chứa đầy thù hận với anh. Thực ra nếu có ai hỏi vì sao ông không ưa anh, ông sẽ đáp là không hiểu tại sao." Anh nhân viên lại hỏi: "Thế vì sao tôi biết quy y Tam Bảo, còn hàng cấp trên với ông ta lại không?" Quả Lâm đáp: "Con cá chép sau khi bị người giăng lưới bắt được đem bán, thì may mắn gặp một nữ Phật tử mua về đem đi phóng sinh trong ao của chùa. Nhờ hàng ngày nó được nghe kinh thính pháp, cho nên đời nay mang thân người được quy y Tam Bảo." Qua đây có thể thấy ân oán giữa người với nhau đều nằm trong nhân quả. Người cha ngoại giáo tại Sithon có gia đình Hoa Kiều đỏ. Người vợ và hai con gái đều theo Phật giáo, là đệ tử Ngài Tuyên Hóa. Nhưng ông chồng gần 70 tuổi lại là con chiên ngoan của Chúa. Mỗi bên từ quý đạo của mình nên khó thể dung hòa. Số là người chồng trước ở Đài Loan, do làm ăn thất bại, công ty bị phá sản, không thể bồi hoàn số nợ bạn bè đã hùn vốn, nên ông phải đem toàn gia qua Hương Cảng. Nào ngờ một năm sau lại chạm trán chủ nợ tại đây. Mặc dù lúc ấy bọn họ không đòi nợ, song cũng đủ khiến ông lo lắng bất an. Dù suốt 6 tháng không có chủ nợ nào mò đến gõ cửa, nhưng ông rầu lo đến đêm không thể ngủ, sức khỏe suy sụp. Thế là ông lại di dân qua Sithon ở Mỹ. Tính đến nay đã mấy năm không gặp phải người quen Đài Loan nào. Dù vậy, mỗi khi ra đường là ông mặt mày căng thẳng, mắt lấm lét, nhìn tứ phía, tâm hãi hùng như kẻ trộm. Do cả đời ông sự nghiệp không thành, trong lòng cảm thấy có lỗi với vợ con, nên sống không vui vẻ thoải mái. Vì vậy mà hai cô con gái mới hỏi Quả Lâm về chuyện của cha mình. Quả Lâm giải thích: "Phụ thân hai vị đời quá khứ có phúc báo rất lớn. Ông được thừa hưởng gia sản kết xù, mọi mặt đều có người lo liệu, có thể nói là ngày ngày thu vô cả đấu vàng. Nhưng ông làm gì cũng không hỏi ai, chỉ biết dung tay tiêu tiền, dốc sức hưởng lạc. Trong nhà còn nuôi một số văn nhân mặt khách ăn bám theo, thường tụ họp vui chơi yến ẩm. Ông nhiều lần tổ chức trò chơi, cho thả hàng trăm con chim có đeo vàng nơi chân chúng. Hễ ai bắt được chim thì thưởng luôn vàng đó, khiến mọi người tranh nhau giành bắt. Riêng ông ngồi đó ngắm nhìn tiêu khiển. Số khách kiếp trước theo ăn bám ông, đời này cũng tụ hội quanh ông. Nhờ ông còn phúc dư nên còn duy trì sự nghiệp. Những kẻ hùng vốn với ông toàn là đám thực khách kiếp xưa theo ăn của ông. Này do trả nợ mà tìm tới,
Cho nên dù có xảy ra công ty bị thất bại, họ vẫn không đòi nợ ông. Dù biết ông lìa quê để trốn nợ, họ cũng không có tâm truy đuổi chiếm đoạt. Nhưng cả hai bên đều không hiểu rõ, họ cư xử như vậy đều thuộc về nhân quả. Phần mẫu thân và hai chị em cô kiếp xưa đều là thê thiếp của ông, cho nên đời nay không những rất muốn chăm sóc ông mà còn phải lo kiếm tiền cho ông xài. Tất cả đều thuộc nhân duyên túc thế. Chúng ta nếu muốn sống hạnh phúc thì nên dứt tuyệt đồ mặn, ăn chay trường, buông bỏ tất cả ân oán thế gian. Thời gian chúng ta sống trên đời không nhiều, hãy chân thành lễ bái khoảng 3 bộ lương hoàng sám, có thể giúp tiêu trừ vô lượng tội nghiệp. Lấy lời răng tứ chủng thanh tịnh minh hối để noi theo, chọn pháp tu thích hợp với mình. Đừng phí thời gian bàn phải quấy bình hay dở của người. Phải biết quán tự tại, tự quán xét mình mới là Bồ Tát. Quán tha tại, dòm xét người chính là phàm phu. Đừng hễ ở nhà là thấy chồng không tốt, bà xã không hay, toàn bới móc khuyết điểm. Đừng vào công ty là thấy anh Lý chẳng đúng, chú Trương sai, ai cũng xấu. Quy y Tam Bảo rồi, chớ cho Trương cư sĩ quá dữ, ông Lý quá hiền, bà Dương chỗ nào cũng chướng mắt. Vào chùa thì thấy Đại Hòa Thượng vô tích sự, Nhị Hòa Thượng chẳng tu, Tam Hòa Thượng chẳng giữ thanh quy. Tóm lại chỉ có mình ta là tốt, đúng nhất. Người như vậy là chỉ biết quán tha tài, chẳng giỏi quán tự tài, cho nên trong mắt chứa toàn lỗi người, đầy bụng toàn là than quán, chỗ chỗ đầy phiền não. Thế thì làm sao có thể sống tự tại được? Nếu thường quán tự tại thì phải luôn tự tỉnh, chẳng để phạm lỗi, hằng thấy tất cả là Bồ Tát. Hành được vậy thì sống ở đâu cũng tự tại, lúc nào cũng hưởng pháp hỷ sung mãn. Đây chính là cách tu tốt nhất. Trong Tâm Kinh nói, Bồ Tát quán tự tại, quán sát thấy sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều hư huyễn là không, hành trì bền bỉ, khai mở trí tuệ, vượt qua tất cả khổ ách. Ngài Tuyên Hóa giảng, chỉ cần thấy lỗi của mình, không thấy chỗ sai của người, phải xem tất cả bình đẳng, thương như nhau, đồng thể đại bi. Có thể quá khứ ta cũng đối họ như thế, nên hôm nay họ mới đối với ta như vậy. Nếu nghĩ được thế này thì việc gì cũng quá giải được. Đại sư Ấn Quang dạy, nếu thường thấy lỗi mình và kịp thời sửa sai là đang đi trên đường Bồ Đề. Chúng ta sống hòa hợp quan hỷ, diễn ly phân biệt, không nghĩ quán thân mới là diệu pháp giải quán kết. Người tu hành đối với việc bị phỉ báng và công kích như thế nào? Sư Vĩnh Gia trong Chiến Đạo Ca có dạy chúng ta, mặc người phỉ báng nói xấu bạn, nếu họ làm vậy cũng giống như cầm lửa muốn đốt trời từ phía công thôi. Khi chúng ta nghe lời tục tằn xấu ác thì hãy vui như uống cam lộ, bởi vì người đang giúp ta tu thành tựu. Làm được vậy gọi là tiêu dung. Tiêu là tâm khéo hóa giải tất cả chướng ngại, tâm cùng hư không hòa thành một, có thể dung chứa tất cả. Nếu làm được như thế, bạn sẽ chứng nhập cảnh giới bất tư nghị. Những lời ác khẩu tổn hại kia thực giống như tư lương giúp ta tu hành, là thiện tri thức của ta. Ta không nên vì những lời dèm chê phỉ báng mà sinh phân biệt quán thân, bằng không sao có thể phát huy sức mạnh vô sinh nhẫn. Chỉ cần chúng ta thành tâm sám hối mọi quán kết cùng chúng sinh, dùng tâm từ đối đãi thì ác duyên sẽ hóa giải. Ví dụ như con muỗi, ta không nên cho là nó có chủ ý muốn hút máu. Người đã tiêu nghiệp chứng sẽ không bị chúng cắn, bởi vì không còn thiếu nợ chúng. Xin kể câu chuyện Ngài Tuyên Hóa giải trừ quan kết với muỗi như sau. Đại sư và con muỗi. Ngài Tuyên Hóa có khi viết chữ cho người thường ghi, tỳ kheo muỗi, tiên sinh muỗi. Nguyên nhân là sao? Chuyện này phải kể hồi ngài còn trẻ, vào khoảng thời gian cư tang giữ mộ mẹ 3 năm. Khi ngài ra dùng giả ngoại
giữ mồ mẫu thân thủ hiếu. Tối đó từng bầy muỗi to ào tới hút máu người. Ngài biết đây là cửa ải khó khăn, bèn phát tâm bố thí bảo muỗi thế này: xin các người cứ đến hút ta đãi. Nói xong thì cởi áo ra, bầy muỗi lập tức bu lại bò đầy trên mình ngài. Ngài không hề đuổi xua, còn thầm phát nguyện: ta xin bố thí máu cho các ngươi, cứ tha hồ hút nhé. Ta mà chết ở đây, tương lai sẽ không báo oán đâu. Chẳng những không báo, mà đến lúc ta thành Phật, ta nguyện sẽ cứu độ các ngươi. Bắt đầu từ nay trở đi, ta xin được làm bạn với các ngươi. Vậy mình làm bạn nhé. Thật kỳ quái, muỗi bò qua lại trên bình ngài nhưng không hút máu. Chúng bò trên bình ngài một lát thì toàn bộ đều bay đi. Từ đó về sau, không những mùa xuân chẳng có muỗi tới quấy rầy, mà ngay cả mùa hạ, bầy muỗi vốn nổi tiếng là tai họa của vùng hoang dã này cũng không hề cắn ngài. Nhưng cách đến đây ai cũng bị muỗi cắn nát, riêng ngài thì không hề bị cắn. Sau đó ngài giải thích: chúng không cắn là thực lòng bày tỏ thiện ý muốn làm bạn với tôi. Xin kể tiếp một câu chuyện giải quán kết cùng loài vật. Trương phu nhân. Có một bà họ Thẩm ở Thượng Hải, sau khi học Phật rồi thì dốc sức quá độ mẫu thân chưa tin Phật. Mẹ bà họ Trương, trước khi về hưu từng là lãnh đạo cao cấp của công ty hàng không nọ. Bà Trương luôn miệt thị cho Phật pháp là mê tín. Xong vì chiều con, bà cũng ráng mướn xe đến Thiên Tân gặp tôi một lần. Lúc tôi vừa bắt đầu giảng, bà quay mặt sang chỗ khác, ra cái điều ta đây không thèm nghe, không thèm để ý tới. Đến khi tôi kể những câu chuyện nhân quả có thực mình từng chứng kiến và đích thân trải qua, thì bà dần dần quay mặt lại, chăm chú lắng nghe. Tôi cảm thấy có lý, nhưng vẫn còn bán tin bán nghi. Mấy tháng sau, bà đi Sơn Đông và ngủ nơi nhà người quen mấy ngày. Bình thường bà rất ghét và sợ chó, nhưng nhà người quen này lại nuôi một con chó săn to lớn dữ tợn. Tất nhiên đối với bà, nó tỏ vẻ rất hung hăng. Mỗi lần bà bước ra sân, con chó luôn nhào tới sủa dữ và nhe nanh như muốn tấn công bà. Khi chủ nhân la mắng thì nó tạm im một chút, rồi sau đó lại gay gắt sủa tiếp. Đang lúc muốn đối phó với con chó này, bà Trương bỗng nhớ tới lời tôi giảng: hay khuyên nên quy y cho loài vật và bài cách ứng xử với kiến, muỗi, vân vân. Thế là bà liền đứng ở chỗ con chó không thể dồ tới, thử nói với nó như thế này: người đối với ta như vậy, có lẽ do kiếp trước ta có chỗ không phải với ngươi. Riêng phần ngươi chắc chắn đã từng làm quá việc xấu, nếu không thì giờ này đâu phải mang thân chó, sống chẳng được thoải mái tự do. Ta thấy rõ là ngươi cũng không muốn hướng ta đòi nợ, vậy thì xin ngươi hãy niệm tam quy theo ta, phát tâm tu hành theo Phật, để đời sau sớm được làm người mà tu hành. Ngươi có chịu không hả? Khi nói như vậy, bà phát hiện con chó khí thế đang bừng bừng hung hăng bỗng lập tức dịu lại. Nó không sủa nữa, mà ngồi xuống nghiêng đầu, nhìn chăm chăm vào bà. Bà bèn tiến tới gần con chó, lớn tiếng niệm: quy y Phật, bất đọa địa ngục. Quy y Pháp, bất đọa ngạ quỷ. Quy y Tăng, bất đọa súc sinh. Bà đọc liên tục 3 lần. Lúc này chuyện đáng kinh ngạc xảy ra. Con chó đang ngồi, bỗng nhiên nó chắp 2 chân trước lại giống như người ta chắp tay. Sau đó đầu nó phủ phục xuống một sát đất. Nó làm hết sức có quy củ, còn hướng bà đảnh lễ 3 lần. Trương cư sĩ sửng sốt, đứng ngây người nhìn. Một lúc sau bà mới hiểu ra và thấm thía: quả thật là loài vật cũng biết tu. Từ đó về sau, mỗi khi con chó gặp bà thì đó lắc mình vẫy đuôi, lộ vẻ vui mừng như thấy người thân, không còn nét gì là hung dữ nữa. Bà Trương cũng nhờ việc này mà tính tâm thêm kiên định, bà thực sự bước vào con đường học Phật tu hành. Đại chúng nên tinh tấn tu, sám hối việc tội giải quán.
ngài viện trưởng Đại Y Viện. 3 năm trước, tôi đến thành phố nọ ở Hà Bắc. Một cư sĩ mời tôi đến thăm ngài viện trưởng Y Viện Nhân dân. Ông được mọi người ca ngợi là một viện trưởng tốt. Mấy ngày trước, ông bỗng đau tim và bệnh phát tác nhanh đến không còn có thể nói năng, cử động gì được nữa. Hiện ông đang nằm truyền dịch trong bệnh viện. Các bác sĩ chẩn khám đều nói không thể phẫu thuật, nên không cần chuyển đến viện nào khác nữa. Tôi vừa bước vào thì thấy mũi ông thở dưỡng khí, tay đang truyền dịch. Hai cô con gái khoảng chừng 36-37 tuổi đang ở cạnh bên chăm sóc. Lý cư sĩ nói nhỏ vào tai ông: "Viện trưởng, có cư sĩ Quả Khanh đến thăm ông nè." Chỉ thấy ông từ từ mở mắt như kiếm tìm. Hai cô con gái kinh ngạc, reo lên mừng rỡ: "Ô, ba mở mắt được rồi." Họ kể từ khi thân phụ bị bệnh tới giờ, đây là lần đầu tiên ông mở mắt. Tôi đến trước giường chắp tay hỏi thăm. Các cư sĩ giới thiệu cho ông biết tôi là tác giả cuốn Báo Ứng Hiện Đời, và hỏi ông có muốn nghe tôi giải thích nguyên nhân căn bệnh không. Ông trả lời bằng ánh mắt nhìn chứa đầy vẻ khát khao muốn biết. Thế là tôi giải thích cho ông nghe lý nhân quả báo ứng thiện ác, rồi hỏi ông có tin không. Ông mấp máy đôi môi lộ vẻ đồng tình. Tôi hỏi ông có muốn nghe tôi nói những lỗi sai ông đã phạm phải, cũng chính là nguyên nhân dẫn tới căn bệnh này không. Ông mỉm cười tỏ vẻ đồng ý. Thế là tôi hỏi có phải ông rất ưa ăn tim heo, gà, vịt và tim các loài vật khác. Ông biểu lộ đúng như vậy. Tôi lại hỏi ông là một viện trưởng sống liêm khiết, thực tâm giúp người, chẳng hề muốn thu tiền tài của họ. Nhưng khi người khác cương quyết biếu xén và đem lễ tạ đến đặt tại nhà ông cũng không từ chối, phải không? Viện trưởng lộ vẻ rất cao hứng, mấp máy môi phát âm ra tiếng: "Đúng." Tôi giải thích hai điểm này là nguyên nhân phát bệnh của ông. Hiện tại ông đã biết mình sai chưa? Ông gật đầu. Ông niệm theo tôi câu Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần được không? Ông lại nói ra chữ "được". Thế là tôi nắm bàn tay phải ông, niệm từng câu Nam Mô A Di Đà Phật. Mặc dù ông không thể phát âm rõ ràng, nhưng cũng gắng niệm theo. Tôi hướng dẫn ông đọc Tam Quy: Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Cuối cùng tôi hỏi ông có chịu xuất tiền ra nhờ con mình phóng sinh giùm chăng? Ông tỏ vẻ đồng ý. Hai cô con gái đều nói họ không rành làm việc này. Các cư sĩ có mặt đều nhiệt tình bày tỏ thiện ý sẽ làm giúp thay cho. Tôi bảo ông, các cư sĩ này đang tính in kinh sách Phật. Nếu ông bỏ tiền thu lễ của bệnh viện ra in kinh sách thiện cho người thì có thể giúp tiêu trừ tội nghiệp, bệnh ông sẽ mau lành. Ông tỏ vẻ đồng ý. Các cư sĩ hỏi ông muốn góp bao nhiêu. Ông đưa lên 3 ngón tay, miệng mấp máy 3 vàng. Chúng tôi biểu thị sự tán thán, ông biết sai chịu sửa lỗi. Trước khi chúng tôi đi, ông còn ráng giơ tay vẫy chào tạm biệt. Tôi cúi xuống nói vào tai ông, dù nằm trên giường cũng có thể niệm thầm Nam Mô A Di Đà Phật sẽ giúp ông giảm thống khổ, bệnh sẽ mau ổn. Ông nhìn tôi như muốn nói ông hiểu. Mấy tháng sau, Lý cư sĩ gặp tôi báo tin viện trưởng đã mất rồi, lặng lẽ im lìm mà ra đi. Từ hôm cáo biệt chúng ta xong, ông không nói một lời nào nữa. Tôi nghe kể Lý cư sĩ đã hỏi con gái ông có muốn thực hiện nguyện vọng in kinh sách và phóng sinh của cha mình không, nhưng hai cô nín thinh chẳng trả lời. Tôi thở dài. Người ta thường nói con là chủ nợ tìm tới. Ngay lúc xác thân bạn không còn động đậy thì tất cả hết thuộc quyền mình quyết định nữa rồi. Vì vậy, muốn liễu sinh thoát tử, chúng ta phải lo tu tập khi thân đang cường tráng. Mỗi người cần phải tự cố gắng. Do chúng ta bị vô minh, tham, sân, si che mờ trí, cho nên mới tạo ra vô lượng quán. Chỉ có chân chính sám hối, nương lực diếp thọ của chư Phật, Bồ Tát mới có thể tiêu trừ. Sám dân, tội phước tuy khác nhau nhưng cũng phải đợi kỳ trả báo. Mong mọi người đều sáng suốt.
tin và không sinh tâm nghi. Giải thích: từ vô thỉ đến nay, chúng ta ở trong tam giới, tâm tham, sân, si, kiêu mạn, nghi ngờ, hưng thịnh, khó điều phục. Thế nên, vừa ra khỏi thai trâu, bò, lừa, thì vào bụng ngựa, xuống địa ngục, chẳng biết bao nhiêu lần. Đời này không biết lỗi xưa, quên sạch những khổ đau từng chịu trong ác đạo. Phật giảng đủ loại cảnh trạng trong địa ngục ra, khiến người nghe kinh tâm tán đởm. Chẳng ai chịu nghĩ đến giây phút vong thân mình sẽ như thế nào. Phàm phu ngu si sống tại nhân gian, trong khổ cho là vui, nào chịu tin địa ngục là có thực. Mà trên đời nào có ai đi địa ngục tận mắt chứng kiến cảnh chúng sinh thọ khổ ở đó rồi về nhân gian kể cho nhau nghe đâu. Mà dù có người nói, giảng hay kể ra thì phàm phu cũng không thể tin, bởi họ nói phải tận mắt chứng kiến mới nhìn nhận đấy là có thực. Vậy có lục đạo hay không? Từ mấy ngàn năm trước, Phật Thích Ca đã tả cảnh địa ngục với đủ loại khổ hình. Rốt cuộc thì có hay không? Trước tiên, ta chẳng cần quản đến, mà hãy chú ý đến cảnh thế gian trước đã. Ai từng vào bệnh viện cũng đều biết thảm cảnh khổ đau, rên la, kêu gào. Còn trong phòng phẫu thuật, có người đang bị cắt mổ, thay đổi bộ phận nào đó. Kẻ bị axit hại khuyết tay chân, thêu rụi mặt mày. Đây chẳng phải là địa ngục nhân gian hay sao? Vào chốn này, không những bị thu phí rất cao, mà có nhiều nơi còn phải o bế, lo thủ sẵn phong bì hậu hĩnh để biếu tặng các vị chủ mổ, chủ sự, chủ hộ lý. Nếu không sẽ bị khổ nhiều vì bệnh hành, thậm chí sẽ mất mạng. Những người thọ tội này, họ hoàn toàn chẳng biết đây là quả báo do ác nghiệp sát sinh ăn thịt mà ra. Nhìn theo lý nhân quả, thì bệnh phải mổ xẻ, tốn tiền, cũng là nghiệp. Nhưng bởi do không hiểu Phật Pháp, đến lúc ẩm thực, thân nhân lại tiếp tục đem đến nào là thịt quay, gà rán, cá hầm, vân vân để cho họ tạo nghiệp tiếp. Bởi vì do muốn dùng thay loài vật tẩm bổ xác thân mình, nên họ không biết lúc nào thân thể sẽ được an. Khi mà một dòng ác nghiệp mới tạo lại bắt đầu, rồi thì chẳng bao lâu có thể họ sẽ tiếp tục vào phòng mổ nữa để bị cắt xẻ, chẩn trị, và có thể cũng không còn cơ hội quay về nhà, bởi không ai dám bảo đảm chuyện này. Chẳng phải trước khi mổ, bác sĩ luôn buộc người nhà phải viết giấy cam kết hay sao? Do không tin nhân quả, nên họ thật đáng thương và cũng không biết làm sao để thoát khổ. Tôi dùng loài heo trong cõi súc sinh để thí dụ. Heo sống trong chuồng hiện đại quá rất ít. Đa số chúng được công dân nuôi trong chuồng thô sơ, cho ăn cám bã hư thiêu. Thậm chí, lúc heo kiếm ăn cũng vẫn ăn đồ cặn bã. Còn gì tranh ăn mà cắn xé nhau. Và trong lúc ăn uống, nó còn phát ra âm thanh ột ột, lộ vẻ say sưa ngây ngất, tâm mãn ý thỏa. Ăn no rồi thì nằm tại chỗ dơ, bài tiết trong chuồng mà ngủ say. Giống như đang ở nơi sướng khoái, vô tư lự, thanh bình, an vui. Đến khi thức dậy, heo đực, heo cái còn lao vào luyến ái, bận rộn gieo giống, sinh sản, truyền tông nối dõi. Heo không biết lúc nào mình chết đi và cách chết ra sao, càng không biết chết rồi thân thể, thịt da máu huyết, nội tạng đều bị con người biến thành thức ăn ngon. Heo sống trong trại nuôi hiện đại quá, dù sinh hoạt tương đối được cải thiện, nhưng thực tế vẫn rất đáng thương, vì chỉ sống tạm trong thời gian ngắn, còn bị dưỡng nuôi bằng hóa chất và kích thích tố, khiến thân chống trưởng thành, phát dục mau, chỉ trong mấy tháng là bị đưa đến lò mổ. Đối với những loài vật bị giết, chẳng phải lò mổ,
và nhà bếp của người ăn mặn rất giống với cảnh địa ngục Phật vừa mô tả hay sao? Bạn đừng nghĩ đến loài vật chết rồi sẽ hết thống khổ. Phải hiểu rằng, sau khi bị giết, thần thức nó vẫn còn đeo theo thi thể, lưu luyến hình hài, bởi nó cũng chấp. Đây chính là thân nó mà. Vì vậy, khi chúng ta đem xác nó cắt, xẻ, băm, chặt, nghĩa là nó nếm mùi vào núi đao xong thì phải vào chảo dầu, đau đớn tột cùng. Lúc ấy nó cắn răng ôm căm hờn, nhưng lại vô năng bất lực, không thể phản kháng. Xét ra mức độ thống khổ của thần thức nó phải chịu còn mãnh liệt hơn cơn đau thân xác rất nhiều. Kho thịt nướng cá cho thỏa thèm, nào biết vật chết không cam tâm, hồn sẽ gá vào trên thân bạn, sớm muộn gì cũng đòi nợ thôi. Ngày 17 tháng 4 năm 2007, Thời báo Sinh mệnh nổi tiếng trong nước đã đăng hàng tiết Phong trào ăn chay hưng khởi toàn cầu, do các nhà khoa học và chuyên gia nghiên cứu dinh dưỡng thuộc Đại học Mỹ Quốc biên giải như sau. Nếu lấy loài vật làm thức ăn, sẽ phát sinh các bệnh mãn tính như béo phì, tim, ung bướu, v.v. Còn ăn thực vật thì sẽ rất mạnh khỏe, còn có được khả năng đề kháng, ngăn ngừa và khống chế bệnh tật. Suy ra, ăn chay chính là ẩm thực lựa chọn đúng đắn nhất của nhân loại. Hãy quan sát các loài bò, dê, chim. Chúng dùng thức ăn là thảo mộc. Nói theo quan niệm dinh dưỡng của con người thì quá đơn giản và thiếu chất bổ. Thế nhưng, chúng vẫn có thể lớn mạnh, cường tráng. Trừ gặp phải ôn dịch hay bị người giết ra, hầu như chúng không có bệnh gì. Mấy năm trước, các báo đăng, bò Anh Quốc bị điên, chẳng phải nguyên nhân là do thức chăn nuôi chúng bị trộn bột thịt nên mới dẫn đến thảm cảnh này hay sao? Lại nữa, con người và bò, dê, ngựa, vân vân, răng đều bằng so với loài ăn thịt như hổ, báo, sói lang, hoàn toàn khác. Hai từ thức ăn, chữ Hán đều có bộ thảo trên đầu, là biểu trưng cho thực vật. Người ta ưa nên mới xếp chúng vào hàng thức ăn. Nhưng chúng ta lại cho thảo mộc là không đủ dinh dưỡng. Vậy mà chúng có thể nuôi trâu, bò, ngựa, vân vân, sống mạnh khỏe. Con người chúng ta tự hào là thông minh. Sao không thử động não, ngẫm suy vấn đề này? Hãy nghĩ xem, trong y viện, những người vào đó bị phẫu thuật, có bao nhiêu người ăn chay? Có phải do số người này vì ăn chay mà bị bệnh chăng? Tại sao người ăn thịt xem như có đầy đủ dinh dưỡng lại thường bị bệnh nặng? Nhìn xem, loài heo sống trong hoàn cảnh tệ lậu, ăn toàn đồ dơ cặn bã, chúng không cho là khổ mà còn yêu đời hoan hỷ. Số phận chúng bao giờ chết tùy thuộc vào quyết định của chủ nhân. Còn chúng ta ăn thịt không phải là dùng thi thể động vật tanh hôi hay sao? Ta ướp vào đó các chất gia vị để che lớp mùi tanh thúi, hòng biến thi thể thành mỹ vị. Người chết rồi, thân xác gọi là thi thể. Thế, bò, dê, heo, chó, gà, vịt, vân vân. Chết rồi, không phải cũng là thi thể hay sao? Thịt chúng và thịt người có gì khác nhau? Đều là thịt thay chết. Lẽ nào không phải như thế? Bởi thân con người cũng giống như vật, đều có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, đều có ngũ tạng, lục phủ, đều có nỗi niềm tham sống sợ chết hệt nhau. Chỉ vì thọ quả báo bất đồng nên hình thể, ngôn ngữ khác nhau thôi. Nhưng nếu khuyên người hãy dứt sát sanh ăn chay, quả thật khó như lên trời. Dù là người rất thông minh, cũng chẳng biết lúc nào mình sẽ chết. Thật ra con người ta thường thọ hay đoản mệnh, sống hạnh phúc hay đau khổ đều có quan hệ trực tiếp đến chuyện giết chóc, ăn thịt chúng sinh. Những người ăn thịt hằng ngày đời sống họ như ở trong nhà lửa
mà họ không biết. Bởi vì hằng ngày, khẩu phần họ toàn tăng thêm nhiều thần thức những chúng sinh bị giết ăn. Nên âm hồn chúng cứ quẩn quanh, đeo quấn lấy họ, chờ dịp báo oán. Thậm chí, chúng còn giá nhập vào trong thân thể, khiến họ thường sinh bệnh, nổi cáo, phát khùng. Họ giống như kẻ ở trong căn nhà, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, nhưng hoàn toàn chẳng biết giải thoát ra. Vậy có đáng thương, đáng lo hay không? Những lời tôi nói đây quá lạ, quá khó tin và khó tiếp thu. Nhưng tôi vẫn mong các độc giả có thể đích thân tự thực nghiệm một lần. Vì những gì Phật Thích Ca tuyên giảng, mỗi câu đều là chân lý, trong thực tế đã được biết bao người thể nghiệm. Nếu không ngại, xin bạn hãy thử bỏ mặn, ăn chay một lần xem. Chỉ ăn khoảng 15 ngày thôi, tôi chẳng dám nói một tháng vì sợ bạn không kiên trì thực hiện nổi. Còn nữa, trong thời gian bạn ăn chay đó, hằng ngày nên ráng tụng một bộ kinh Địa Tạng cầu cho những con vật bạn đã từng ăn, giết qua. Lúc tụng kinh, nếu tâm tán loạn thì phải kéo về ngay, lo nhiếp tâm trì tụng. Nếu làm được như thế, nhất định sẽ thấy hiệu quả. Bạn sẽ lìa khổ được vui, giống như dựng sào là thấy bóng liền, vì tất cả do tâm tạo. Nếu tâm chí thành, có lẽ vừa tụng một bộ kinh là bạn đã thấy có cảm hứng. Song nếu lúc tụng kinh bạn không thể khắc phục tâm tán loạn, thì trong nửa tháng, dù không thấy có kết quả rõ ràng, nhưng bạn đã cùng Phật kết thiện duyên thâm sâu. Lâu ngày, ắt bạn sẽ thể hội được điều hay và không còn bị bất kỳ tổn hại nào. Bất kể là niệm Phật hay tụng kinh, chỉ cần bạn hành trì, thì công phu xem như không luống uổng, phút kia chẳng hề tiêu mất. Sám văn. Phật bảo A Nan, nếu chúng sinh nào giết cha hại mẹ, làm nhục sáu dòng bà con, người ấy sau khi mạng chung vào địa ngục vô gián chịu đủ thống khổ. Giải thích. Trong nhiều kinh Phật thuyết, đều xếp tội giết cha mẹ là hàng đầu trong ngũ nghịch, đủ chứng minh tầm quan trọng của tính hiếu thuận. Có thể nói thế này, nếu như không hiếu thuận thường khiến cha mẹ tức giận, chưa kể đến việc ngược đãi, đánh mắng, giết hại cha mẹ, thì người này có thể gặp tai họa bất ngờ. Toi mạng ngoài ý muốn, đây chính là tai họa thiên địa sát báo. Cho nên, người muốn học Phật, trước phải học làm người. Muốn làm người, trước phải hiếu thuận cha mẹ. Kết hôn rồi thì phải hiếu thuận cha mẹ đôi bên. Không hiếu thì cho dù bạn niệm Phật có được trời trải qua tán thán, cũng có thể xuất tam giới. Làm người phải chánh, làm con phải hiếu. Làm học sinh phải siêng năng, làm nữ hay nam đều phải đoan chính, an định. Hành được bốn điểm này, cả đời bạn sẽ tâm muốn diệt thành. Sám văn. Lại có chúng sinh phá cấm giới của Phật, vĩ bán tam bảo, ôm tà kiến, không biết nhân quả, không học trí huệ Bát Nhã, khinh chê mười phương Phật, trộm cắp của pháp, uổng ăn của tín thí, làm việc ô uế dâm tà bất tịnh, không hổ thẹn, quỷ nhục bà con, tạo nhiều điều ác. Người ấy khi sắp lâm chung, bị báo phong đao xẻ thân, nằm ngửa bất tỉnh như bị đánh đập. Những kẻ này đọa vào địa ngục A Tỳ 84.000 đại kiếp. Người phạm lỗi quỷ bán các kinh đại thừa, tạo đủ tội ngũ nghịch, phá hoại hiền thánh, đoạn các căn lành, sẽ phải chịu đủ hình phạt nặng nề. Giải thích. Kẻ phá hoại giới luật, không tu hành tốt, uổng thọ của tín thí cúng dường, kẻ dùng tà kiến phỉ bán chánh pháp, không hiểu nhân quả, truyền dạy sai khiến người mất đi cơ hội học kinh Phật khai mở trí tuệ. Kẻ phá hoại Phật, pháp, tăng, trộm kinh, pháp vật của Phật giáo, kẻ tạo đủ hạnh bất tịnh ô uế,
không ăn năn xấu hổ, thảy đều sẽ vào địa ngục, vô gián thọ khổ. Tôi xin kể câu chuyện có thực, xảy ra vào năm 2003. Mặc dù lúc đó tại hiện trường có nhiều người chứng kiến và biết rất rõ việc này, nhưng tôi vẫn xin giấu đi tên họ, địa điểm, chỉ dùng quá danh thôi. Tôi kể câu chuyện này để mọi người cảnh giác. Nếu đã làm thầy thì không nên hướng dẫn sai.